Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Tuổi Tý gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ, phải đối mặt với nhiều rắc rối, tiểu nhân ám hại, dẫn đến mất tiền bạc hoặc hiểu lầm. Tuổi Sửu, cát tinh tử vi sẽ giúp hóa giải những khó khăn một cách nhẹ nhàng. Tài lộc vượng phát. Tuổi Dần, cẩn trọng tài chính thất thoát do ảnh hưởng của hung tinh Đại Hao, cần hạn chế chi tiêu không cần thiết. Tuổi Mão, sự hỗ trợ từ ấn quan sẽ là động lực quan trọng giúp bản mệnh tìm ra hướng đi mới và phát huy tiềm năng trong công việc. Tuổi Thìn, gặp phải hung tinh ngũ quỷ, dẫn đến nhiều khó khăn và thử thách trong công việc, có thể bị cấp trên khiển trách, tiểu nhân chơi xấu. Tuổi Tỵ, dự báo nhiều may mắn và thuận nhờ sao Thái âm chiếu mệnh, các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống đều suôn sẻ, tài lộc thăng hoa. Tuổi Ngọ, cuối tuần, công việc ổn định nhờ sự giúp đỡ từ cát tinh, nhưng cần cảnh giác với những người ganh ghét. Tuổi Mùi, cát tinh Thái Dương hỗ trợ, đặc biệt mang lại nhiều cơ hội thuận lợi trong sự nghiệp cho nam mệnh, vượng lộc quý nhân. Tuổi Thân, nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của Thái Tuế, bản mệnh cần phải cẩn trọng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Tuổi Dậu, nhiều thách thức và biến động do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cầu, công việc gặp nhiều khó khăn, tài lộc không ổn định. Tuổi Tuất, công việc dự báo không mấy tươi sáng, nhiều sự cố có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tuổi Hợi, đầy hứa hẹn khi được thiên đức cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào.